Hôm nay điện máy Tuấn Anh của chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy gieo hạt 16 răng mới nhất hiện tại năm 2022. Chiếc máy này có khác gì với những chiếc máy gieo hạt bình thường mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn? Thì những chiếc máy gieo hạt cũ thì nó sẽ là có mỏ lắp vào đế nhựa và khung của nó cũng bằng nhựa. Còn chiếc máy gieo hạt mới này của chúng tôi thì nó sẽ có mỏ bằng inox gắn vào đế là bằng thép, đế của nó bằng thép, các quý vị các bạn đây, đế của nó bằng thép, và tiếp theo nữa là khung của nó cũng bằng thép luôn, thép không gì. Đó là cái ưu việt của nó so với các cái máy bình thường khác. Còn các chức nó còn có một chức năng nữa, đó là nó có thể tiến về đằng trước, tiến được, đây là lùi nha, đây là tiến được và lùi được. Những cái máy kia chỉ tiến thôi, không lùi được, máy này có thể vừa tiến vừa lùi được đó. Còn các cái thông số khác thì nó vẫn giống như là những chiếc máy gieo hạt bình thường khác thôi. Thì máy 16 mỏ này thì nó có khoảng cách giữa hai mỏ nó là 10 cm, khoảng cách giữa hai mỏ là 10 cm. Thì nếu như các bạn mà muốn thay đổi khoảng cách thì giữa hai mỏ này với nhau thì có thể nó có những cái tấm để mà chúng ta có thể thay đổi khoảng cách đây. Đây, rất là nhiều tấm để thay đổi khoảng cách. Nó có thể thay đổi khoảng cách được từ 16 răng này, còn 12 răng, 14 răng, 16 răng, 12 răng, 14 răng đúng không? 10 răng, 8 răng, 7 răng đều có thể khoảng cách có thể thay đổi được từ 10 cm lên đến 12 cm, 14 cm, 16 cm cho đến 32 cm là nó được nhiều nhất. Và kèm theo đó là cũng như máy khác thì nó cũng có các bộ tra hạt khác nhau. Đấy, để mà lắp các cái kích thước hạt khác nhau như hạt đỗ tương, hạt đậu đen, hạt lạc, hạt ngô, hạt điều, đó rất là nhiều. Và máy còn có thêm cả cái này nữa là cái bảo vệ mỏ, cái ốp để bảo vệ mỏ ở đây. Các bạn chỉ việc cầm gắn vào đây thôi. Đây, đó, cái ốp để bảo vệ mỏ để cho mỏ đỡ bị tiếp xúc nhiều với đất, hoặc là cũng có thể tăng cái khoảng cách từ mặt đất xuống. Bình thường nếu không có cái bảo vệ mỏ này thì cái hạt chúng ta sẽ sâu tầm 7 đến 8 cm, còn khi có cái bảo vệ mỏ này lên thì hạt chúng ta sẽ lâu hơn, nó chỉ là từ 5 đến 6 cm so với mặt đất thôi. Đó, của đó. Và nó cũng kèm theo cho mình là hai cái lò xo để mà thay thế vào các cái phụ mỏ hạt đây. Một cái tra hạt để thay thế nữa, một cái để chia hạt, như người ta gọi là cái chia hạt, một cái chia hạt để thay thế. Đấy. Còn gì nữa không nhỉ? Vậy thôi, có nghĩa là nó đó. Thì cái máy này nó vẫn cũng giống như các cái chức năng thì vẫn giống như máy bình thường khác thôi. Được mỗi cái là giờ nó làm theo là ngày xưa là bằng nhựa, bây giờ thì là bằng sắt hết, để mà quý vị có thể tuổi thọ của máy có thể cao hơn, tiết kiệm chi phí bảo hành, tiết kiệm chi phí thay thế, bởi vì các cái mỏ này khi nó lăn nhiều thì kiểu gì ở những cái chỗ mấp nối này nó cũng sẽ bị bung ra thì không thể tránh khỏi được. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã làm bằng thép rồi thì nó cực chắc, bám vào đây thì thép thì rất khó, mà kể cả nhiều khi nó bị bung ở chỗ nào thì các bạn có thể chấm và hàn được, rất dễ là xử lý hơn so với là bằng nhựa. Mà các bạn nhìn thép của nó cực kỳ tốt, thép tốt chứ không phải là thép bớ thép vẩn nhé, thép không gì. Còn đây là bầu gì nhỉ, bầu này là bầu lấp đất đằng sau thì nó có những cái ốc như thế này để làm gì, có để khi mà gì nhỉ, đây cái bầu này nó có những cái ốc, nếu mà chúng ta mà đẩy mà thấy nó nhẹ quá thì chúng ta có thể đúc thêm đất vào đây để mà cho nó nặng hơn, để mà nó lấp được cái hạt này đi ở đằng sau. Đấy. Thì nếu như quý vị và các bạn còn muốn biết thêm chi tiết gì về cái máy này thì có thể điện chúng tôi theo số điện thoại hiện ở trên màn hình, hoặc là truy cập vào trang web, link chúng tôi có để ở phần dưới của mô tả để mà có thể gì nhỉ, đọc thông tin chi tiết hơn về cái máy, cũng có thể đi đặt hàng thông qua trang web của chúng tôi.
Nếu như các bạn thấy gì nhỉ hay và bổ ích thì hãy đăng ký kênh để sau chúng tôi có những máy mới hiện đại hơn thì nó sẽ thông báo đến quý vị và các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.